Cô gái hấp tấp này xém chút ngã sấp mặt, may mà có chàng trai kịp thời đỡ lấy eo cô ta. Cô sững sờ nhìn anh chàng đẹp trai này, trong lòng thấy sao xuyến, nhưng cảnh lãng mạn này kéo dài chưa đầy 3 giây, đã bị một chiếc bánh gato phá bĩnh rơi trúng mặt cô gái. Sau đó cả hai người đều ngã lăn quay, Yumi nhìn toàn thân dính bánh gato, lập tức hoảng loạn đứng dậy bỏ chạy, chàng trai cũng ngại ngùng rời đi. Chàng trai mặc đồng phục khách sạn này tên là Jinuk, không chỉ có khuôn mặt tuấn tú và thân hình hoàn hảo, còn là người thừa kế của tập đoàn Hanwha. Truyền thông tung tin đồn anh cặp kè với một ngôi sao nữ, bôi nhọ hình ảnh tập đoàn, vì thế bố đã bắt anh tới làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn của tập đoàn. Không ngờ ngày đầu tiên đi làm anh đã gặp rắc rối. Yumi quay về phòng, nhìn mình trong gương, thấy thảm hại vô cùng. Cô cởi chiếc váy đang mặc trên người, thay bằng một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, búi tóc gọn gàng. Bỗng chuông cửa vang lên, Yumi vừa mở cửa, Jinuk liền đẩy xe đồ ăn, xông luôn vào trong phòng, còn phớt lờ câu hỏi của Yumi, tự mở một chai rượu vang. Yumi không hiểu chuyện gì, nhìn theo anh ta. Lúc này Jinuk mới nói mục đích của mình, ngoài mồm nói là đến xin lỗi, nhưng lại không hề có thành ý. Anh ta ví von Yumi là một con bò rừng giận dữ. Yumi còn chưa mở miệng nói gì, Jinuk đã lạnh lùng bỏ đi. Yumi càng nghĩ càng tức. Để giảm bớt stress, cô cầm theo cốc rượu vang vào nhà tắm, ngắm nhìn phòng tắm rộng rãi trước mặt, thưởng thức rượu vang tuyệt hảo. Tâm trạng Yumi đã tốt lên rất nhiều. Cô thả chân vào bồn tắm đầy bọt, không ngờ trượt chân, ngã sấp mặt xuống sàn. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng không cử động nổi. Lúc này Jinuk quên chìa khóa nên quay lại, anh ấn chuông cửa phòng Yumi. Yumi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền hét lên cầu cứu. Jinuk nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức đòi thẻ phòng từ nhân viên phục vụ đứng cạnh đó. Hai người chia ra tìm trong phòng. Yumi nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, cảm thấy bộ dạng lúc này của mình thật xấu hổ. Để tránh không bị ngại, cô giả vờ ngất. Jinuk sau khi mở cửa phòng tắm, thấy cảnh trước mặt sợ khóc thét. Anh ta tưởng rượu vang là máu, luống cuống chạy vào nhà tắm gọi Yumi tỉnh dậy. Thấy cô không có phản ứng gì, anh lập tức bế cô chạy ra ngoài. Lúc này Yumi đã đâm lao nên phải theo lao, đành phải tiếp tục giả ngất. Jinuk bế cô chạy một mạch ra xe cấp cứu. Sau khi nói với bác sĩ về tình trạng của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người bu xung quanh ngày càng đông. Jinuk còn cẩn thận giúp Yumi kéo lại áo choàng tắm, cho đến khi nhân viên cấp cứu thử phản ứng lòng bàn chân của cô. Yumi lúc này không chịu nổi nữa đã bật cười, đạp cả bác sĩ ngã ra đất. Yumi nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Jinuk thấy bị sỉ nhục vô cùng, anh tức tối hỏi Yumi, nếu cô thấy xấu hổ, vì sao không giả ngất đến cùng? Bao nhiêu người đứng đó cười vào mặt như vậy, tôi còn mặt mũi nhìn ai? Yumi thấy vô cùng ấm ức, cô thấy mình đen đủi tận cùng, mãi mới có cơ hội đi nghỉ dưỡng, vậy mà gặp rắc rối suốt ngày. Jinuk thấy cô như vậy bỗng mềm lòng, anh cởi áo khoác mặc lên người cho Yumi và an ủi cô đừng quá lo lắng, đừng để những chuyện vớ vẩn làm phiền muộn. Jinuk nói rồi quay người rời đi, để lại Yumi đứng sững sờ tại chỗ. Yumi quyết định nghe theo lời Jinuk, tạm quên đi những chuyện buồn phiền. Cô một mình ra biển dạo chơi, thấy đôi tình nhân gần đó, cô chỉ biết nhìn theo ngưỡng mộ, cũng không còn tâm trạng chụp ảnh tự sướng nữa. Yumi thu gậy tự sướng lại, muốn đi vào nhà hàng ăn gì đó, nhưng cô phát hiện quán này chỉ tiếp nhóm hai người khách trở lên. Cô bỗng thấy bực bội vô cùng, sờ vào bụng phẳng lì vì đói của mình, cô đành mua một gói cơm nắm. Không ngờ chưa kịp nhét vào mồm, cô bỗng nhìn thấy Jinuk đang lái một chiếc siêu xe đỗ lại trước mặt cô. Anh muốn đưa Yumi đi một đoạn, nhưng cô lại hơi do dự, cô sợ chiếc xe không rõ nguồn gốc sẽ liên lụy đến mình. Jinuk thấy cô sợ đông sợ tây, đành phải nói dối rằng cảnh sát giao thông ở gần đó đã dừng hoạt động. Yumi tin là thật, nhanh chóng ngồi lên xe. Jinuk thấy cô dễ lừa như vậy, bật cười đắc ý. Jinuk đỗ xe ở một ngôi làng hẻo lánh, rồi cầm rượu vang đi về phía bờ biển. Yumi thấy thế đành phải đi theo. Hai người ngồi hóng gió biển nghe nhạc, không khí vô cùng vui vẻ. Yumi cướp lấy chai rượu vang trong tay Jinuk, uống ừng ực từng ngụm lớn. Cô nghĩ về cuộc đời thảm hại của mình, bất giác mắt đỏ hoe. Yumi ngấm men rượu, đã nói ra những lời giấu kín trong lòng. Jinuk thấy Yumi như vậy, đây là lần đầu anh cảm thấy con gái khóc trông rất đẹp. Yumi cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, bèn định chạy khỏi đây, không ngờ vừa đứng dậy cô lại xém ngã sấp mặt. Jinuk vội ôm lấy cô. Yumi nhìn ánh mắt nóng bỏng của Jinuk, bỗng dừng ợ một tiếng. Jinuk nhìn chằm chằm Yumi, không kìm được hôn lên môi cô. Hai bạn trẻ không kìm nén được ngọn lửa cháy bỏng trong lòng, họ quấn chặt lấy nhau. Mái xe cũng dần dần đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Yumi nhìn quần áo hỗn loạn trong xe, thấy mình đúng là điên rồ. Khi cô đang không biết phải làm gì, bỗng vọng tới tiếng của mấy bà thím từ đằng xa. Yumi cố gắng giữ bình tĩnh, cầm theo quần áo rồi bỏ chạy. Jinuk bị tiếng ầm ĩ bên ngoài làm tỉnh giấc, phát hiện không thấy bóng dáng Yumi đâu, còn bản thân thì thành trò cười của mấy bà thím. Nhoáng cái đã 3 năm trôi qua, Jinuk đã không còn là chàng trai trẻ trâu ngày nào, mà trở thành một doanh nhân thành đạt. Còn Yumi sau khi tốt nghiệp, trùng hợp lại được phân công tới làm việc tại công ty của Jinuk. Không ngờ ngày đầu tiên cô đi làm, Jinuk lại phải nhập viện vì hạ đường huyết. Thư ký vì không muốn để chuyện này xảy ra lần nữa, bèn chọn Yumi làm chuyên gia dinh dưỡng của tổng tài. Bếp trưởng thấy Yumi tự ý nhận việc, thấy vô cùng bất mãn. Cô ta nói với Yumi mọi người đều rất bận, nếu cô đã nhận việc này thì phải tự tay nấu 3 bữa một ngày cho tổng tài.
Điều này khiến Yumi vô cùng khó khăn. Mặc dù cô là chuyên gia dinh dưỡng, nhưng không có năng khiếu nấu ăn. Suất cơm lần đầu cô làm đã bị Jinook ném đi. Yumi nhìn đồ ăn mình vất vả làm ra bị vứt vào thùng rác không thương tiếc, trong lòng thấy vô cùng phẫn nộ. Cô tức tối đi tìm thư ký, mong được gặp tổng tài một lần. Không ngờ cảnh này vừa hay bị Jinook bắt gặp. Anh vừa nhìn liền nhận ra Yumi, bối rối lập tức trốn vào một góc quan sát cô. Cho đến khi Yumi rời đi, Jinook mới thở phào. Lúc này anh vừa yêu vừa hận Yumi, không biết phải đối mặt với cô như nào. Anh đành dùng điện thoại nhắn tin cho Yumi. Dù Yumi đang làm gì, anh đều tìm cách bóc phốt. Yumi chưa từng gặp ai khó chịu như này. Cô không chịu nổi nữa, xông vào văn phòng của Jinook. Cô muốn tìm anh ta để tính sổ, nhưng khi cô nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đó, bỗng dưng thấy tim đập thình thịch. Sau khi nhìn rõ mặt chàng trai, Yumi kinh ngạc vô cùng. Cô không dám tin vào điều mình nhìn thấy. Thấy ánh mắt đầy hàm ý của anh ta, Yumi vội chuồn mất. Nhưng Jinook sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Yumi vừa tan làm đã bị Jinook đứng chờ đã lâu chặn lại. Yumi vì muốn chạy thoát Jinook, đành giả vờ không quen anh. Jinook không ngờ Yumi lại phản ứng như vậy, anh đang định kéo cô lên xe. Yumi đã tức tốc chạy thoát khỏi đây, nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Ngày thứ hai đi làm, Yumi đã nhận được thông báo phải mang cơm cho tổng tài. Cô muốn từ chối, nhưng bị thư ký dọa rằng nếu không làm sẽ bị đuổi việc. Yumi vì không muốn mất việc, đành phải cố đâm đầu đi vào văn phòng tổng tài. Jinook cố ý dụ cô nhìn vào những tấm ảnh chụp khách sạn. Yumi cố tỏ vẻ bình tĩnh lấy ra hộp cơm. Jinook nhìn cô đầy khiêu khích, nhưng mặc cho anh ta nói gì, cô cũng nhất quyết tránh ánh mắt của anh. Jinook nhìn cô như vậy, thấy càng thú vị. Anh không tin khuôn mặt đẹp trai của mình lại dễ dàng bị quên lãng đến vậy. Hôm sau khi đi làm, Jinook cố tình gửi ảnh chai rượu vang cho Yumi, ngầm nhắc cô về đêm đó của hai người. Yumi thấy bị dồn ép đến phát điên, cô xông vào văn phòng lật bài ngửa với Jinook. Cô mong anh ta sẽ không trêu ngươi cô nữa. Jinook cuối cùng không chịu nổi đã mở mồm hỏi 3 năm trước vì sao cô lại lặng lẽ rời đi. Yumi không biết giải thích như nào, đành tìm bừa một lý do cho xong chuyện. Jinook nhìn bóng Yumi bỏ đi, hiểu lầm rằng cô không coi anh ra gì, trong lòng vô cùng bực tức. Yumi vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc từ đây, không ngờ hôm sau khi đi làm, cô lại nhận được thông báo mang cơm cho tổng tài. Yumi không thể né tránh, đành phải mang cơm vào văn phòng của Jinook. Không ngờ vừa vào, cô nhìn thấy một cô gái đang ôm chặt lấy Jinook. Yumi biết ý đang định rời đi, nhưng bị Jinook gọi giật lại. Jinook không muốn Yumi hiểu lầm, bèn khẽ khàng cảnh cáo Harry tránh xa anh ra. Nhưng cô ta không nghe, còn đắc ý nhìn Yumi. Yumi nhìn cô gái trang điểm ăn mặc sang chảnh trước mặt, lại nhìn bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ của mình, bỗng thấy tự ti vô cùng. Vì thế cô luống cuống đặt đồ ăn xuống, rồi vội vàng rời đi. Sau đó cô áp tai vào cửa nghe ngóng tiếng động bên trong phòng. Mặc dù Yumi biết cô không nên tò mò về chuyện tình cảm của Jinook, nhưng nhìn thấy anh thân mật với cô gái khác, Yumi cũng cảm thấy buồn. Sáng sớm hôm sau, Yumi vừa tới công ty đã bị tình địch Harry gọi lại. Cô ta bảo anh chàng kia đưa đống đồ cho Yumi, yêu cầu cô dùng những thứ này để nấu bữa ăn dinh dưỡng cho tổng tài, còn đòi vào bếp quan sát cô làm. Mọi người nhìn Harry xinh đẹp xuất sắc ngực tấn công mông phòng thủ đều vô cùng ngưỡng mộ. Không ai dám hỏi cô ta đến đây làm gì. Harry làm điệu bộ nghiêm khắc của một nữ chủ nhân, bắt đầu ra lệnh cho Yumi. Yumi nhìn những đồ trong thùng, không biết phải làm gì. Harry vì muốn tuyên bố chủ quyền, đã nói với mọi người rằng cô ta là người chuẩn bị kết hôn với Jinook. Không ngờ cô ta vừa nói xong, Jinook liền đi vào, thẳng thừng phủ nhận quan hệ của hai người. Anh còn kéo Yumi tới bên mình. Cô ấy là chuyên gia dinh dưỡng của riêng tôi, vì thế ngoài tôi, không ai được sai khiến cô gái này làm việc gì. Jinook nói xong kéo Yumi rời đi. Harry ghen tức nhìn theo Yumi, nhưng không biết làm gì. Sau khi về nhà, Jinook mở chiếc hộp trên bàn, cảnh ở bờ biển 3 năm trước lại hiện ra trong đầu anh. Anh không hiểu vì sao anh vẫn luôn giữ lại thứ này. Lúc này Jinook phát hiện Yumi ngày càng quan trọng đối với anh. Chỉ một ngày không được gặp cô, anh đều thấy nhớ nhung không chịu nổi. Ngay cả cuối tuần, anh cũng viện cớ để được gặp Yumi. Hôm đó Yumi ở nhà nghỉ ngơi, lại nhận được điện thoại của Jinook. Anh yêu cầu Yumi trong vòng 2 tiếng phải đến nhà anh chuẩn bị bữa tối. Vì không có ai trông em trai, nên Yumi đành phải đưa cậu bé cùng tới nhà Jinook. Trước khi vào nhà, Yumi dặn dò em trai không được đi lại lung tung trong nhà người khác. Em trai nghe xong lập tức gật đầu đồng ý. Yumi đi vào biệt thự, nhìn căn phòng không có ai, cô biết Jinook chắc chắn chưa về, liền chuẩn bị đi nấu cơm. Không ngờ một lúc sau, trên tầng vọng tới tiếng đồ vật rơi. Yumi lập tức chạy lên xem tình hình, thấy em trai gây tai họa lớn. Cô vội vàng nhặt chiếc hộp trên sàn lên, nhưng cô phát hiện bên ngoài hộp đã vỡ. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng đậy hộp lại, cẩn thận đặt vào vị trí cũ. Sau khi Yumi đi rồi, Jinook mang theo 2 cốc cà phê, vui vẻ trở về nhà. Nhưng anh tìm kiếm một vòng, không thấy ai trong nhà. Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn, anh mới biết Yumi đã rời đi. Anh thấy hơi buồn, đồ ăn trước mặt cũng trở nên vô vị. Jinook cầm cốc cà phê, bực bội đổ vào bồn. Còn Yumi ở bên này, vẫn đang lo lắng về việc xảy ra ban ngày. Cô đoán trong chiếc hộp đẹp đẽ đó, nhất định là thứ gì rất quý. Yumi lo phải đền bù một khoản tiền lớn. Vì thế hôm sau khi đi làm, cô đã chuẩn bị một hộp cơm rất đẹp mắt, muốn dùng nó thay lời xin lỗi. Jinook ngoài mặt tỏ ra chê bai, nhưng trong lòng như nở hoa. Đến tối, Jinook đi vào thư phòng làm việc.
Anh nhanh mắt phát hiện ra chiếc hộp đã bị ai động vào. Tập tức thấy lo lắng, anh cầm kính lúp lên kiểm tra một lượt, phát hiện chiếc hộp hơi lệch. Anh nghi ngờ Yumi đã nhìn thấy thứ bên trong hộp, trong lòng thấy thấp thỏm vô cùng. Ngay cả khi họp anh cũng không thể tập trung, anh sợ Yumi nghĩ anh là tên biến thái. Còn anh thì không thể giải thích được, ngay cả suất ăn dinh dưỡng Yumi đưa đến, anh cũng tránh xa. Sau khi tan làm về nhà, Jinuk vẫn rất lo lắng về việc này. Anh không hiểu, mình đường đường là một tổng tài, vì sao lại giữ lại thứ này làm gì? Jinuk phẫn nộ cầm chiếc hộp lên định vứt đi, nhưng bị con gấu bông bên cạnh thùng rác làm giật thót tim. Nhìn thấy thứ này, anh mới chắc chắn có người đã vào phòng mình. Anh không thể chấp nhận được điều này, quyết định đi tìm Yumi hỏi cho rõ. Jinuk đi tới trước mặt Yumi với tốc độ nhanh nhất. Yumi nhìn mặt anh hầm hầm, nghĩ rằng anh tìm cô để hỏi tội, trong lòng bỗng thấy căng thẳng vô cùng. Jinuk lấy ra con gấu bông, nghiến răng hỏi Yumi vì sao lại tự ý đi vào thư phòng của anh. Yumi còn chưa kịp giải thích, Jinuk đã lại hỏi tiếp, cô đã nhìn thấy thứ gì bên trong? Yumi không biết anh đang lo lắng cái gì, vội lấy ra chiếc hộp cô mới mua, hy vọng anh có thể tha thứ cho cô. Nhưng Jinuk không quan tâm điều này, anh cho rằng Yumi đang cố tình trêu ngươi mình. Khi hai người đang đôi co, bạn của Yumi đã cắt ngang bọn họ. Jinuk tức giận bảo anh ta đi chỗ khác. Huyên Tae bỗng kéo Yumi vào lòng, anh là giám đốc công ty của Yumi đúng không? Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng việc công ty thì chỉ giải quyết ở công ty. Huyên Tae không đợi Jinuk trả lời, khoác vai Yumi rồi lạnh lùng bỏ đi. Jinuk sững sờ nhìn hai người rời đi, trong lòng thấy trống rỗng. Hôm sau khi Yumi mang cơm tới, cô lại đưa cho anh chiếc hộp cô đã chuẩn bị. Jinuk bỗng nắm lấy tay Yumi, nghiêm khắc cảnh cáo cô không được nhắc lại chuyện này. Yumi thấy căng thẳng vô cùng, Jinuk vừa buông tay ra, cô vội vàng muốn bỏ đi ngay. Jinuk không kìm nén được tò mò hỏi Yumi, anh chàng tối qua là ai? Yumi không muốn dính dáng gì đến Jinuk, nên lấy lý do chuyện riêng tư và từ chối trả lời. Jinuk nhìn Yumi rời đi, tức tối muốn chửi thề, nhưng khi nhìn bữa ăn Yumi chuẩn bị, anh bỗng quên đi nỗi bực bội vừa rồi, còn lấy điện thoại chụp những bức ảnh đẹp. Từ đó về sau, Jinuk ghen tuông trong lòng đã sắp xếp lịch làm việc kín mít cho Yumi, để cô không có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng với Yumi. Yumi không hiểu gì khi anh thay đổi 180 độ. Tối đó, Yumi lại bị Jinuk bắt ở lại tăng ca. Trong mấy tiếng đồng hồ, anh ta ra lệnh cho Yumi làm hai phần cơm. Yumi khổ sở không tả nổi, còn Jinuk thì mừng thầm trong lòng. Anh âm thầm quan sát Yumi, khi thấy Yumi vui vẻ cúp điện thoại chuẩn bị rời đi, Jinuk lập tức xuất hiện ngăn cản cô, bảo cô lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho mình. Yumi nghe xong thấy kinh ngạc, nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi vào bếp nấu một bát mì. Sau đó cố gượng cười, bê tới trước mặt Jinuk. Yumi đang định chuồn, nhưng bị Jinuk giữ lại. Lúc này anh đang vô cùng đắc ý, vì đã ngăn cản không cho Yumi đi hẹn hò. Tâm trạng rất vui, anh đặt đũa xuống, nhìn Yumi một cách nghiêm túc. Yumi còn chưa kịp định thần, Jinuk đã kề sát mặt cô. Yumi nhìn Jinuk ngay sát mặt mình, trong lòng bỗng thấy xao động. Không ngờ lúc này cô lại ợ một tiếng. Jinuk mới phát hiện, hình như mỗi lần anh lại gần Yumi, cô đều bị ợ theo phản xạ. Cô chỉ bị ợ khi ở cạnh tôi đúng không? Cô có rung động với tôi không? Phản ứng cơ thể của Yumi khi đứng trước Jinuk, dù với lý do gì, đều nói lên Jinuk rất đặc biệt đối với cô. Tình yêu tới cản không kịp, Jinuk và Yumi có thể hóa giải hiểu lầm không? Yumi liệu có mở cửa trái tim để chấp nhận Jinuk không? Hãy follow tôi, kỳ sau sẽ còn hấp dẫn hơn.